Dạ. Mà phụ nữ kỳ lắm nha. Ta nói ra thì nó cãi bướng cãi bướng, còn ta không nói thì sao không nói, kỳ vậy. Làm sao để vừa làm phụ nữ? Vấn đề là cách nói thôi, giống như cho tiền á, không bằng cái cách cho. Sao vậy con? Sao con cho ta ngọt ngào xong rồi con cho miếng đắng? Đọc lại là sao con? Không, con thấy sô-cô-la cũng sữa không mà chắc cũng không có đắng lắm mà con. Dạ. Cảm giác đầu tiên thấy em hiền, rất là hiền luôn. Dạ. Rồi cao nữa. Dạ. Anh cũng ít gặp những người bạn gái nào cao lắm. Dạ. Vậy là có đúng cái kết luận là con thích hay không? À dạ, con thích à. Đó, thì con phải nói cho bạn vui chứ. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Ngồi đi cưng. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Hiền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn gái và chào tất cả mọi người. Con tên là Nguyễn Khánh Kiều Phong, năm nay con 26 tuổi. Hiện tại con sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang làm giám sát bán hàng tại công ty sữa cô gái Hà Lan. À, từ quê con đâu? À, quê Sài Gòn luôn à. Sài Gòn luôn, quận mấy con? Dạ, quận 1. Bên nó nhanh nhẹn dễ sợ luôn, như một làn gió vậy đó. Bây giờ mình cũng vậy đi con. À dạ, con tên là Phan Thị Dung, năm nay con 25 tuổi, đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Con làm thu ngân ở một cửa hàng điện thoại. Đàn ông bán sữa, con gái thu ngân. Ờ ơi. Dễ thương. Cho con cho đàn trai biết điểm mạnh điểm yếu của con đi. Dạ, điểm mạnh của con là hay cười nhưng mà cũng hay khóc. Đôi khi đàn ông mà thấy rơi nước mắt họ nhói lòng lắm, cái gì họ cũng ok hết con. Đàn ông sợ nước mắt lắm. Thôi bên nhà trai giới thiệu điểm mạnh điểm yếu giùm tôi. Rồi. Cái đi nè. À, điểm mạnh của con là con có thể nói chuyện được thoải mái với mọi người, hòa đồng, vui vẻ, không có kén bạn. Còn về điểm yếu là đầu tiên là con ít tâm sự với mọi người, con hay ít nói chuyện. Thứ hai là con không biết bơi. Ờ, có đó đâu yếu đâu cô, đâu biết bơi đâu con. À, tại ai cũng biết mà. Ờ vậy hả cô? Tại cô Dân cũng biết bơi mà sợ nước nó tràn ra. Vậy cô cũng giống con hả cô? Không biết bơi là mai mốt là phải tập bơi cho con. Đàn ông mà không biết bơi là dở lắm, thiệt sự á. Rồi nhưng mà con có mấy mối tình rồi Kiều Phong? À, hiện tại là con có hai mối tình gọi là sâu đậm nhất. Thì một mối tình là năm con học lớp 10 cho tới lớp 12. Lớp 10 yêu rồi đó hả? Dạ. Rồi mối tình thứ hai là mấy năm? Thứ hai là 6 năm. Trời ơi, nhưng mà sao chia tay con? À, tại vì do có một thời gian là con làm việc khá nhiều quá chứ. Nên không có tập trung vào cái vấn đề gọi là tình cảm nhiều được. Thì dẫn tới là cái sự quan tâm không có nhiều. Đúng rồi, những người đàn ông mà ít quan tâm phụ nữ là thật sự là tội nghiệp phụ nữ là cái nhất. Cái thứ hai là chắc chắn có người khác quan tâm là họ cũng không quan tâm tới mình đâu. Thành là nhớ quan tâm họ nha. Dạ, dạ, cái rút kinh nghiệm. Dạ. Rồi còn con thì sao nè? Dạ, con thì cũng có hai mối tình. Một mối tình là năm... cách đây 2016, quen cũng được hơn một năm. Nhưng mà tại vì do xa, khoảng cách địa lý. Mối tình thứ hai thì cũng mới năm ngoái đây. Bạn đó không có được quan tâm với lại không có hiểu mình á. Nãy cũng nói hay đó. Không? Và tháng quan tâm người ta chia tay à? Dạ, ừ, chào con gái xinh đẹp. À, dễ thương. Mẫu hình lý tưởng của con thế nào? Dạ, bạn trai chỉ cần cao trên 1m7 à. Nữa thì mập mạp một xíu thì càng tốt. Ngon. Thế cha, sao tôi cảm nhận nghe, tôi cảm nhận tại nãy tôi đứng thấy lúa đầu ra hàng rào luôn đó. Cao à, ngon à. Ừ, ngon à. Rồi, rửa gì nữa không con? Coi phải không? To, khỏe. Dạ, chào cô. Chào trời con. Dạ, chào cô. Đàn trai ta cao ráo. Y chang những gì mà có hình dung nè đó, y chang những gì có hình dung luôn á. Dạ. Cái người yêu trước của con á, dạ, mà mối tình sâu đậm đó, thì cao nhiêu? Dạ, còn bằng con à, 6'7", 6'8". Rồi, thôi không đụng hàng rồi, vậy đủ rồi. Cao hơn nha. Dạ. Con thích điều gì đàn ông hả con? Con không thích là ví dụ như mà những lúc mà hai người mà giận dỗi nhau á, thì đừng có nên im lặng. Ví dụ như con im thì bạn nên nói, hoặc là đôi lúc mà bạn nói thì con sẽ im lặng đi. Im hay là dạ. Con nói. Con nói chứ. Nói. Dạ. Mà phụ nữ kỳ lắm nha. Ta nói ra thì nó cãi bướng, còn ta không nói thì sao không nói, kỳ vậy. Làm sao để vừa làm phụ nữ? Vấn đề là cách nói thôi, giống như cho tiền á, không bằng cái cách cho, hiểu không? Phụ nữ khó hiểu quá. Bây giờ con vậy nói cho con biết đi. Dạ. Con muốn cái bạn gái của mình á sẽ là một mẫu hình như thế nào? Cũng nói nhiều hoạt bát một chút xíu. Rồi cũng chia sẻ được những câu chuyện trong công việc hay là gia đình này nọ. Rồi ngoài ra là đừng có quản lý con quá chặt. Giống như ví dụ như là con tính chất công việc của con cũng hay đi tiếp khách. Ừ. Thì cũng đi về khuya tầm 11 giờ mấy 12 giờ. Thì khi mà con đi tiếp khách con sẽ báo là hôm nay con sẽ đi tiếp khách gặp ai đó đó. Tại vì thói quen con là đi tiếp khách không có mở điện thoại. Thì cũng đừng có gọi nhiều quá. Còn về ngoại hình thì sao? À, ngoại hình thì con cũng không có gọi là kén chọn lắm. Chỉ quan trọng là mình hiểu nhau, nói chuyện với nhau được là ok hết. Con 1m bao nhiêu? Dạ, con 1m91. Bây giờ lỡ cô bạn gái đây có 1m5 rồi, con tính sao? Dạ, hồi nãy con okay có nghe là 1m67 rồi.
Cái người yêu trước của con á, dạ, mà mối tình sâu đậm đó thì cao bao nhiêu? Dạ còn bằng con à, 67, 68. Này bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Rồi sẵn này hỏi là con đi với ai? À, dạ con đi với mẹ con à. À đâu? Dạ chào chị. Nói chung nhìn con bé này dễ thương, thì chỉ có là chị cũng muốn là hai đứa có thể tìm hiểu nhau. Thằng bé này nó hiền lắm, ở nhà thì nó hiền lắm, uống sữa không mà thành ra dạ, nó hiền quá trời. Nó đi làm thì nó lanh chứ thường nó hiền lắm. Dạ thành ra chị bé này thì rất là dễ thương, chị nhìn chị thích lắm á. À, vậy là mẹ chịu rồi đúng không? Dạ. Okay. Rồi vậy con đi với ai vậy? Dạ con đi với bạn con. Vâng, con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh ạ. Con là bạn của Dung, cũng là đồng nghiệp. Thì Dung, đối với Dung thì thật sự là Dung rất là mít ức. Nói chung là buồn xíu ai chọc xíu dễ giận dễ khóc lắm. Nhưng mà khi mà Dung mà bắt được sóng của Dung thì Dung có nói là tràn lan luôn. Nó tâm sự khi mấy tiếng đồng hồ cũng được không sao. Nói chung là mỗi người bên đây anh này thì tại thấy là cảm thấy là rất là ok với Dung á. Thì nếu được thì mình cứ tìm hiểu thử. Nói chung là Dung cần một người nào đó quan tâm Dung và đừng có vô tâm với Dung quá, tại vì những người trước thì hơi vô tâm với Dung nên làm bạn buồn hoài. Dạ. Rồi giờ sao, mở rào ha? Mở rào rồi ông hô lên đi, cái rào này nó khi nào ông hô nó mới mở. Mở rào bắt đầu đi Phong. Bước qua luôn. Chào anh. Tấn công. Chào em với chào bạn gì nhỏ tuổi hơn mình mà. Rồi mình mở ra coi nè, mình giới thiệu cho mọi người có quà gì nè con. Dạ, anh tặng cho em một cái ví. Ví màu đỏ, ở trong có tiền không con? Dạ, để con coi thử. Ít nhất bỏ 50 ngàn á. Chết, chết con quên. Dạ, quên chưa, chưa bỏ gì hết. Vậy hả? Ok, rồi xíu nếu mà có bấm chuông thì tí nhớ bỏ vô nha, 50 ngàn nha. Dạ, à, em có gửi tặng cho anh một hộp sô-cô-la. Thì sô-cô-la nó ngọt như em vậy á. Nhưng mà đôi lúc nó hơi đắng đắng xíu. Ok, cảm ơn em. Dạ. Sao vậy con? Sao con cho ta ngọt ngào xong con cho miếng đắng đập lại là sao con? Không, con thấy sô-cô-la cũng sữa không mà chắc cũng không có đắng lắm mà con. Dạ. Hai đứa nó cũng hợp nhau ghê nhờ, đứng sát nhau chú coi coi. Dạ. Rồi. Xứng lắm á Linh. Cao ghê, bộ xứng ghê á. Thường thường Dung làm công việc là mình có làm ca hay là mình làm theo giờ hành chính ha? Dạ, tại vì công việc của em là làm theo ca. Làm theo ca. Dạ. Mà thường thường làm ca tối. À, làm ca tối nhiều hơn. Dạ. Thì một tuần mình có khoảng có nghĩ là mình ốp một ngày mà phải không? À, dạ không có ốp, nhưng mà thường thường á vì tình yêu nên em sẽ ốp. Em có thể đăng ký lịch bận được, đôi lúc gấp á thì em cũng có thể sắp xếp nhờ người làm được. Tình hình này chắc tôi nghi nó chuyển qua bán sữa luôn á. À, em thường có hay đi du lịch không? Dạ lúc trước là có, nhưng mà dạo này thì hết rồi anh, tại vì công việc nó nhiều quá. Dạ. À, đi bằng xe máy hay đi bằng máy bay hay xe đạp? Dạ em thì em thích đi xe máy. À, nhưng mà chưa có ai đi với em hết. À. Dạ xưa giờ là chưa. Anh cũng rất là thích đi du lịch bằng xe máy. Dạ. Thì hôm nào có dịp thì mình đi chung. Dạ. Cái công việc của anh hiện tại á thì anh đang làm bên quận nhất luôn ạ. À, đúng rồi, anh ở đường Lê Thánh Tôn. Mình hẹn hò sao đó lần đầu tiên. À, cái đó chắc là bí mật hai chú Quyền Linh. Không có, phải hỏi ý kiến là lãng mạn. Em thích lãng mạn hay thích ở thành phố Hồ Chí Minh hay đâu đó? Dạ không, tại con nghĩ là thường thường các bạn mà hay khóc mày nói thì sẽ thích lãng mạn nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Mình gặp mình chỗ nào phun mưa đó, giữa trưa nắng mưa xối xả gì đó. Hồi nãy anh gặp em á, thấy em lần đầu tiên á thì cảm giác của anh sao? Thấy em như thế nào? À, cảm giác đầu tiên thấy em hiền, rất là hiền luôn. Dạ. Rồi cao nữa. Dạ. À, anh cũng ít gặp những người bạn gái nào cao lắm. Dạ. Vậy là có đúng cái kết luận là con thích hay không? À dạ con thích rồi. Đó thì con phải nói cho bạn vui chứ. Còn em có cảm nhận gì về anh? Em thấy cảm nhận đầu tiên là em thấy anh có vẻ là người ấm áp. À, với lại nói chung là tiêu chuẩn của em thì đơn giản là cao hơn em thôi. Là đúng rồi. Ủa? Còn tiếp thế thì mình phải tìm hiểu thêm. Nhưng mà con có cảm nhận là bạn này sẽ là người quan tâm con không? Chắc là được đó. Đúng không? Dạ. Dạ. Có quan tâm không? Dạ nói có đi, khẳng định cho người ta biết. Dạ có cô. Đó. Em hay khóc á, hay khóc nhẹ lắm. Nói cái là em khóc. Anh cũng đang tính nói nè, là thật ra là anh rất là sợ những người mà phụ nữ khóc. Nói chung là mình sẽ cố gắng làm cho không khóc nhau thôi. Dạ. Có làm nó cũng khóc rồi con ơi. Hai bạn để tay vào nút bấm. Tất cả hướng mắt về phía trước. Chúng ta có 30 giây suy nghĩ. Rồi. Thích thì bấm. Con nhìn kìa con. Con nữ. Không thích nữ thì nhìn thôi. Kìa Dung. Dung nhìn lên đi Dung. Nào.
Nếu một, cảm giác đây là một xong, nửa yêu thương của mình thì mình bấm lên. Được rồi đó. Hai đứa đến nắm tay với nhau đi. Được rồi. Như vậy là nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Bây giờ xin phép hai bác Dung cho đặt nụ hôn đầu tiên lên má của Dung đi con. Tham gia chương trình này nó có cái đặc quyền đặc lợi đặc đó đó con. Ừ. Đúng rồi. Dạ con cũng xin phép hai bác cho con đặc quyền của con Dung cho con. Dễ thương hay sao ha. Bây giờ con móc tiền ra bỏ vô bóp. Dạ, cái bóp con ở bên biên tập giữ. Biên tập phải chú cho mượn nè. Chú cho mượn. Còn ai nhớ trả nha. Có nhiều bỏ nhiêu, bỏ vô bóp. 5 ngàn cũng được. Chú còn có 5 ngàn tội nghiệp. Chừng nào đám cưới trả lời chú nha. Coi như đám cưới chú khỏi đi tiền con. Dạ cũng được chú. Trời ơi. Chứ... Hãy nắm tay nhau đừng buông tay ra. Gặp đôi đúng thứ rồi. Hai luôn đi. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp đôi thứ hai. Hy vọng rằng sẽ vui như cặp đôi đầu tiên nha. Xin mời. Mở đóng rào. Trời đất ơi. Cao dữ rồi. Trời, tôi tưởng làm nghề người mẫu không á. Con hơi bị nhạy cảm, nghĩ nó hơi xa hơn á. Xong cái nhiều khi tự làm mình buồn. Nếu có cơ hội về Đắk Lắk làm đúng công việc của em có về không? Dạ, nếu mà có cái gì đó níu kéo thì em sẽ về. Câu này hay nhất nè. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ mời bạn trai giới thiệu về mình. Đầu tiên con chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Chào con. Và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Đình Quân, nghề nghiệp đó là kinh doanh. Em kinh doanh về mảng nông nghiệp, về mảng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Mình mở công ty ở đâu? Ở làm chính ở Đắk Lắk luôn ạ, Buôn Ma Thuột. Công ty là của mình hay là sao Quân? Dạ, cũng cố gắng, phấn đấu có một cái công ty nhỏ nhỏ. Giỏi quá. Rồi. Con ra nè. Dạ con chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh. Chào con. Chào tất cả mọi người và bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại thì con đang là kỹ thuật viên xét nghiệm sinh học phân tử. Con làm việc tại phòng khám ở bên quận 11. Rồi con cao giống như người mẫu vậy đó. Mình là cũng... quê ở đâu con? Dạ con ở Bình Thuận đó chú. Còn đây là quê ở Đắk Lắk. Bình Thuận đi Đắk Lắk cũng được. Nhưng mà bây giờ thì hiện giờ thì cái khoảng cách mà làm việc nó hơi xa chút xíu. Bạn trai nói cho đàn gái biết điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì tính cách thì hòa đồng, vui vẻ. Công việc thì siêng năng, tính tự lập cao. Còn điểm yếu có thể là đôi chút vẫn hơi nóng tính. Còn con? Dạ, điểm mạnh của con là con khá là lạc quan, con cởi mở, con nấu ăn ok, con thích nấu ăn. Mà cái nhược điểm của con là con quá kỹ tính, con bị bệnh nghề nghiệp á. Bị bệnh nghề nghiệp mà con. Con thấy ai mà để móng tay dài là con khó chịu luôn. Vậy hả? Với lại có một cái là con hơi bị nhạy cảm. Ai nói một câu nói bình thường vậy thôi, nhưng mà con lại nghĩ nó hơi xa hơn á. Xong cái nhiều khi tự làm mình buồn. Nhưng mà bây giờ thì con đỡ hơn rồi. Đỡ hơn phải không? Bạn trai được tình duyên thế nào? Thì em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên, sau khi ra trường thì bạn nó có đi du học thì chia tay. Mối tình thứ hai thì do bạn nó là chọn công việc, chọn gia đình và cách xa em, nên là hai người cũng không đến được với nhau. Còn con? Dạ con thì cũng ba mối tình. Hồi học đại học thì con có quen một bạn, mà sau khi mà ra trường thì con đã ra trường đi làm rồi, bạn vẫn không ra trường. Bạn nợ môn mà kiểu bạn chơi game rất là nhiều. Con đã nói rất là nhiều lần, xong cuối cùng là con chia tay. Xong sau thời gian thì con có một cái anh đó thì gọi là cộng sinh, nó cùng giúp đỡ nhau á. Mà sau thì anh đó cũng phải về quê, xong anh đó lấy vợ. Xong rồi con không quen ai trong một thời gian dài gần 3 năm. Thì con có tìm hiểu một bạn, nhưng mà kiểu bạn đó quá bận, con cũng bận quá, kiểu như không có thời gian cho nhau. Mà bạn đó còn nhỏ tuổi hơn con nữa. Thôi, dần không tìm hiểu nữa. Con có ngại vấn đề mà không gian nó cách trở gì không? Con nghĩ là con cũng trưởng thành rồi, thì không có cần phải là đưa đón nhau mỗi ngày hay là nhắn tin liên tục. Nhưng mà chỉ cần gọi là chú ý, tinh tế, biết quan tâm lẫn nhau là được rồi. Một cô gái hiện đại đấy,
không vấn đề gì cả ha. Con có thích những cái người mà làm về cái nghề nghiệp của bạn, có con có thích không? Nhiều khi con nghĩ là nếu mà sau này con không làm ngành y thì con sẽ về làm vườn. Tại cô thấy con cái món quà của con nó liên quan đến cái đó thì con nghĩ chắc con cũng thích cái ngành nghề. Rắc rắc đi con ơi. Rắc trồng cao su tiêu điều rồi đó. Chào cưng. Rồi bây giờ cái mẫu người bạn trai của con thì như thế nào? Về ngoại hình thì kiểu như là nhìn tươm tắn, khôi ngô một tí. Tính tình thì điềm đạm, trầm tính một chút xíu. Tinh tế, biết quan tâm đến người khác. Giống bên đây rồi đó nha, tôi thấy giống bên đây rồi kiểu đó. Kiểu như là chỉ cần chia sẻ được với nhau mọi điều là con nghĩ là sẽ ổn hết. Bằng con hoặc là cao trở lên thì càng tốt. Con mét bao nhiêu? Dạ con mét 72. Trời ơi. Mét 72 bao nhiêu người mẫu vậy đó hả? Ôi xưa đây 82. Vậy thì quá tốt rồi. Không biết đúng hay không. Con có cần yêu cầu phải đẹp trai, phải da trắng rồi thì môi đỏ hay gì không? Có cái gu con sao nè? Dạ không cần phải trắng quá, con trai ngâm ngâm một chút thì nó men đó cô. Đúng rồi, đúng cô rồi. Cũng vậy á, gu con là giống cô á. Trai ai trắng tươi. Ok. Sao? Còn bên đây bạn nam sao? Bạn trai nói mong muốn của mình về người hình mẫu lý tưởng cho. Đúng rồi. Còn mỗi nghe đi. Tiêu chí đầu tiên là mong muốn bạn biết hòa đồng, vui vẻ và biết cách ứng xử với mọi người. Em sống khá là tình cảm và nội tâm, thì không ra ngoài thì công việc thì sao cũng được rồi nhiều kiểu, nhưng mà về gia đình thì lúc nào cũng muốn dành tình cảm cho gia đình, cho mọi người xung quanh lẫn thân cận mình vậy thôi. Xấu đẹp không quan trọng. Dạ, nếu mà có thể thì mình có thể xấu, nhưng mà có thể về mình quen nhau rồi có thể chăm bạn nữ tốt hơn thì sao? Chăm giống như chăm cây vậy đó, phải không? Bây giờ là vấn đề chỗ đẹp xấu quan trọng, bởi vì tất cả mọi thứ phát triển rồi, xấu cũng thành đẹp được nữa. Rất đơn giản luôn ha. Để soi xem nhà gái thế nào. Con chào chú. Trời đất ơi. Cao dữ rồi. Trời, tôi tưởng làm nghề người mẫu không á. Tôi không nghĩ là có làm mẫu. Con mẫu cao cao về dễ làm người mẫu lắm á. Cô dân của con làm người mẫu được mà. Nè, tôi nói cho ông biết, bây giờ tôi vẫn làm mà, tôi nói cho ông biết đừng có mà cười một cách khả ố như thế. Nhiều người mời cô dân làm mẫu lắm á. Chúng đang định mời cô dân làm mẫu đó. Dạ cô đẹp mà cô. Đẹp. Cô đẹp mà, thì hơi mụn mỉm chút thôi. Chú Linh, chú nói cái chữ đẹp mà cái trời ơi, cô nghe thiệt á. Con không thích điều gì đàn ông? Con không thích đàn ông vô tâm. Người phụ nữ mà quyết định ở bên cạnh đàn ông á, chỉ là cần sự chia sẻ và lắng nghe thôi. Nhưng mà nếu mà đàn ông vô tâm á, thì sẽ không bao giờ để ý được đến cảm xúc của phụ nữ. Chính xác, đối phương nào, bên nào cũng vậy. Nếu người khác vô tâm thì mình cũng rất là buồn ha. Nhưng mà bên đây là thôi, cứ nghĩ với ai? Hôm nay em đi cùng với chú của em và ba anh em cùng công ty ạ. Xin mời đại diện nhà trai. Chú. Dạ vâng, xin thưa anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và thưa toàn thể quý vị trong phim trường ngày hôm nay. Cái việc này thì thực ra thì ở hai bạn là chính, chứ còn tôi thì tôi cũng không biết rằng là phải nhận xét ra làm sao, bởi vì là trong mắt của mỗi người thì nó có, nhưng mà mình cái cảm nhận của mình góc nhìn khác nhau. Dạ, cái cảm nhận của mình về cô gái này thì như thế nào? Đó là theo cái góc nhìn của anh á. Nếu mà theo góc nhìn của tôi thì chấp nhận. Rồi, rồi, cảm ơn chú. Hôm nay con đi với ai nè? Dạ con đi với ba người bạn thân và là cô đồng nghiệp của con. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, chào nhà trai và toàn thể các quý khán giả ở đây. Thì gặp bạn nam bên đây thì Hà nó giống như những điều bộc bạch, thì Hà cũng là người khá là kỹ tính, cho nên là tới bây giờ thì vẫn còn độc thân. Tuy nhiên là theo tao thấy á, bạn bên này là sạch sẽ nha, tinh tất, cũng thấy cảm thấy khá là ấm áp á. Cho nên là nếu mà mày cứ cho nhau cơ hội đi, coi xem nhau xem thử như thế nào. Dù sao thì cũng 28 tuổi rồi. Vậy nha. Rồi vậy nha. Rồi, cảm ơn nhà gái. 28 tuổi rồi, cảm ơn nhà gái, nhà trai. Rồi bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Em có bó hoa tặng em. Cảm ơn. Một chút quà xíu nữa, sự cuối chương trình em sẽ mở nha. Dạ em cảm ơn. Em cũng có tí. Con bó cái gì con? Con có chút quà gửi cô ạ. Cô cảm ơn nha. Cà phê sạch organic ạ. Rồi, dạ. Em cũng có tí quà gửi anh. Cảm ơn em. Em nhìn anh thấy có như thế nào? Dạ là anh tươm tất á.
Thì em là khá là xinh, cao. Dạ, em cao hơn anh. À, cũng may mắn một chút là anh cao hơn em một chút. Dạ. Là con cao mét nhiêu? Dạ, con cao mét khoảng 73-74 ạ. Thì công việc của em thì thời gian nó có chiếm nhiều không? Dạ, khá là nhiều. Em làm từ 7 giờ sáng đến 8-9 giờ tối mỗi ngày luôn. Rồi. Nếu có cơ hội về Đắk Lắk làm đúng công việc của em có về không? Dạ, nếu mà có cái gì đó níu kéo thì em sẽ về. Câu này hay nhất nè. Về Đắk Lắk cũng xin được nghề này vậy. Dạ. Em có thích kinh doanh không? Tại vì công việc của anh là kinh doanh, anh đi lại khá nhiều, cũng di chuyển nhiều. Thì thường thường anh đang sống với bố mẹ thì thường thì sáng anh sẽ đi, tối anh sẽ về. Dạ. Trừ những hôm đi xa, ví dụ như là lên Sài Gòn họp hay là đi làm ở xa thì anh sẽ ở lại. Nhưng mà thường thường thì sáng đi tối mới về. Dạ, thiệt ra là em rất là thích kinh doanh luôn. Em thích cái công việc nó khá là năng động, nhưng mà kiểu ngay từ nhỏ thì gia đình hướng em theo ngành y, cho nên là em đi làm tới ngành y. Mà sau này khi mà tới một cái độ tuổi nào đó thì em sẽ chuyển hướng, em không có làm trong ngành y lâu dài. Cho nên kinh doanh thì em khá là thích. Anh thấy ngành y nó khá vất vả. Dạ. Ừ. Nó chiếm gần như là toàn bộ thời gian của em luôn. Nếu mà có cơ hội, nếu mà có duyên, dạ, thì anh mong sẽ được cùng em về Đắk Lắk kinh doanh, hai ta cùng kinh doanh. Dạ. Anh có thường đi công tác ở Sài Gòn không? Cuối tháng là anh lại xuống đây. Đôi khi thì ta chỉ cần lý do để xuống thôi, vẫn có thể đi được mà. Xe cộ đi lại cũng thuận tiện mà. Dạ. Vâng. Em muốn hỏi là anh có bị áp lực về vấn đề phải cưới sớm không? À, em hỏi câu đó hả? Dạ. Ví dụ như em, nếu mới ví dụ mình cho nhau cơ hội quen, dạ, nhau, yêu nhau, thì ví dụ bao lâu thì em muốn cưới? À, ý em là em không phải vì tuổi tác mà em áp lực cưới, mà em chỉ cần là hai người hiểu nhau, cùng nhau tự nguyện tiến tới hôn nhân thôi, chứ đừng có đặt ra áp lực là vì anh với em khá lớn tuổi cho nên là nửa năm phải cưới hay một năm phải cưới. Em nghĩ quan trọng là tình cảm. Đúng rồi, dạ. Ví dụ gia đình thì cũng có áp lực với anh về cái, dạ, chuyện cưới xin, nhưng mà đối với anh thì cái chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, có thể là nhanh nhưng không thể vội được. Dạ đúng rồi. Quan điểm của anh là vậy. Em cũng vậy. Còn bây giờ thì cảm nhận các bạn bên thế đây, nào? Bên đây, bên đây. Các bạn cứ tự trả lời bằng nút bấm của mình. Đến lúc chúng ta... Rồi bấm luôn rồi đó. Thôi thằng nó bấm lại. Luôn rồi. Hãy cùng nhau... Rồi nó bên đây nó bấm luôn rồi. Khỏi rồi bấm luôn. Bạn bấm trước rồi. Được, không sao cả. À, bây giờ em có thể lấy món quà của anh tặng em. À, trời ơi. Thành này nó quyền bí thiệt đó. Bây giờ mới cho mở quà. Đúng rồi. Ghê thiệt chứ. Thôi để anh mở cho. Để Quân mở đi. À, đây là một món quà mang biểu tượng của người Đắk Lắk, đó là chiếc nhẫn lông voi của người Đắk Lắk, và có mang ý nghĩa là mong nó một biểu tượng về tình yêu ở chỗ em, nên là muốn tặng bạn nữ đây nào. Rồi. Trời ơi đẹp ơi, trời ơi, một nụ hôn đầu tiên. Đúng rồi, để đánh dấu ngày mà chúng ta gặp gỡ, ngày mà duyên nó đến. Chào anh hôn em nha. Rồi, hai đứa đi đường này, dạ, xuống đây. Đi thôi. Đi xuống đây rồi đi thẳng qua đây nha. Dạ. Không hút thuốc, không cờ bạc, biết nấu ăn, biết lắng nghe, dạ, không gia trưởng, dạ, biết người biết ta lắm. Hay quá. Và trọng nghĩa khinh tài. À, thích cái đó, sống với, yeah, tình cảm, nặng tình cảm. 6-7 tuổi hay 80 tuổi mà phụ nữ mà lớn tuổi thì không được, phụ nữ trẻ thì vẫn sánh được. Yeah. Chứ có em mà sinh hết được rồi đó. Em có mong muốn sẽ có một đứa con không? Ba mẹ thì mất rồi, đó thì nhà bây giờ có cái nhà nhỏ, có một trái tim vàng thôi. Giờ thêm đang kiếm một trái tim vàng, anh dễ nuôi lắm. Bữa cơm miếng tàu hũ là xong, anh không quan trọng về miếng ăn. À, xin mời nhà gái. Bây giờ là sự xuất hiện của nhà trai. Xin mời. Ôi, bên nhà gái tôi bấn loạn hết luôn nè. Thank you.
chào quý vị. À, xin chào anh. Tiếng kèn nó già diết ha. Này hơi khớp bị vấp. Nồng nàn bị vấp đúng không? Bị vấp nốt. Không sao, chúc mình thổi lại. Ở nhà thì nhuyễn lắm. Dạ. Mà lên đây thì vấp quá. Xin chào anh Linh. Xin chào chị Hồng Vân. Vân vẫn đẹp như xưa. Dạ. Xin chào người đẹp kế bên. Và xin chào quý vị. Dạ. Anh tên là gì? Em tên là Nguyễn Văn Đại. Dạ. Năm nay 57 mùa xuân. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nghề nghiệp thì làm bảo vệ. À. Nhưng bảo vệ mà thổi kèn nồng nàn quá nha. Thì mình thích chơi văn nghệ. Trời ơi anh ơi, nghe tiếng kèn của anh là phải chạy qua đây là ngó mặt nhà trai trước. Hôm nay bị vấp rồi. Vấp nhưng mà vẫn nồng nàn say đắm. Bên đây nhà gái là thổn thức nè. Sao nè, bây giờ cô gái bên đây giới thiệu về mình đi. Xin chào hai MC. Rồi. Xin chào khán giả. Chào em. Rồi. Em tên Phan Thị Mỹ Tiên, 43 tuổi, ở quê ở Cà Mau, mua bán ở Cà Mau luôn. Em dạ em bán gấu bông. Bán gấu trời bông ơi nai quá nai vậy đó hả? Bây giờ em nói cho anh Đại anh nghe cái cảm xúc của em khi mà em nghe cái tiếng kèn coi. Nghe cũng vui. Kèn nó nồng nàn nồng quá, quá không? Người đẹp cái bên nghe thì tiếng kèn thì khi không quen. Dạ. Thôi giờ mình em hát đi. Ủa vậy hát trả lời. Rồi, hát luôn. Lấy hát là luôn. Cái lúc nạt bây giờ hát lời. Dạ, hát, hát luôn hát luôn. Dạ. Hát luôn ha. 2, 3. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông chết đi rồi mùa xuân, mắt em đẹp trời sao, cho mình thương nhớ nhau. Mắt em đẹp trời sao, cho mình thương nhớ nhau. Hơi sốt. Nhà gái cho nhà trai biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em biết nấu ăn, mua bán giỏi. Điểm yếu thì hơi quên. Nhưng mà cái cửa hàng mình ngon lành không? Có dạ. Khá thu nhập ngon lành không? Dạ ngon. Cái chợ đêm á. Chợ đêm đúng chợ không? Đêm, dạ. Rồi ngon rồi, vậy là quá ngon rồi. Còn anh? Điểm điểm mạnh của em á là không hút thuốc, không cờ bạc, biết nấu ăn, biết lắng nghe, dạ. Không gia trưởng, dạ. Biết người biết ta lắm. Hay quá. Và trọng nghĩa khinh tài. À. Thích cái đó, sống với tình cảm, nặng tình cảm, biết lắng nghe. Dạ đúng rồi. Nên không thể nào mình đưa cái mình ý kiến mình ra được. Có gia đình hay như thế nào chưa? À, về gia đình thì mới ly hôn. Mới lần thì 16 năm rồi. Mà lý do mình... Lý do là dầm cái về tiền bạc, sống không trung thực. Không. Anh có mấy người con rồi? Có một đứa con thôi, lớn 16 tuổi. Trai gái anh? Trai. Rồi, bên đây nè, mình nè. Mình nói về mối tình của mình coi nè. Em có một lần đò, không có con. Mình sống bao lâu thì mình chia tay? Dạ 8 năm. 8 năm lý do? Lý do nhậu quá. Rồi là chủ động, em chủ động chia tay luôn. Dạ. Bây giờ nè, anh đi muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái người đó phải ra sao? Bây giờ mình cần cái người là cái tính tình là hòa đồng, tế nhị. Dạ. Và sống chân thật. Nên thôi yêu cầu như đó thôi. Dạ. Đơn giản như thế con đàn gái. À, em muốn cái người tình của em là người chồng của em là biết lo gia đình, lo cuộc sống, không có cuộc sống ổn định. Em cũng không có gia trưởng. Dạ không thích nhậu. Không thích nhậu ngán rồi đúng không? Có luôn, anh cũng có luôn. Không, có chứ. Một hai lon thôi. À, mà giờ này bỏ lâu quá rồi. Tại vì đúng rồi nói là nhậu thì cũng có bạn hiền. Bây giờ mình cái sự mình xảy ra mình buồn á. Mà cái tính của anh hay nè, bản lãnh này nè. Bây giờ em đang nhậu 5 lon kêu uống lon. Không lệ thuộc, bản lãnh lắm. Giờ hút thuốc kêu hút thuốc là hút thuốc. Em hơn người ta là cho đó. Hơn người ta là chỗ bản lãnh đó. Tại vì mình mê hát lắm. À. Thầy nói chứ muốn hát hay là không hút thuốc thì bỏ liền, bỏ cái là xong luôn. Cứ sợ là ôi hậu hút vô hát không hay, thế là bỏ thuốc tới giờ luôn. À, vậy là được rồi. Anh ơi, nhưng mà bây giờ á, nếu mà lấy vợ nữa thì anh có muốn có con không? Cũng tùy thuộc thôi, phụ nữ chứ. Không có, phụ nữ đàn ông. Tại vì người ta nói là ông lớn tuổi, giờ có 60-70 tuổi hay 80 tuổi mà phụ nữ mà lớn tuổi thì không được, phụ nữ trẻ thì vẫn sẵn được. Dạ, chứ cỡ em mà sinh hết được rồi đó. Em có mong muốn sẽ có một đứa con không? Nếu có thì cũng được. Cái tuổi của em vẫn còn xanh bình thường. Dạ. Em gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với em trai. Lời đầu tiên cho em xin nói là em chào Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Chào nhà trai. Rồi như giờ em thì cũng vậy, nhưng nghe nói thì nãy giờ em cũng được, không sao hết. Như giờ anh chị sẽ chọn bấm nút cho là được, hai người được sống nhau là được rồi. Rồi đơn giản vậy ha. Cảm ơn em trai. Còn anh đi với ai?
Mình đi có mình thôi. Rồi được rồi. Ủa? Mở rào đi, mở rào mở đi. Mở rào nha. Rồi. Mở rào. Nhiệm vụ của anh đó nha anh trai. Nhiệm vụ của anh đó. Chào em. Anh có món quà tặng anh. Em hộp quà. Dạ, em có cái tiền tặng. Cảm ơn em. Em biết sao không? Trên đường đi đó, anh cứ suy nghĩ về em á. Chạy hoài riết có quên tầm tiệm mua ông luôn. Ở nhà thì nhớ mâm. Bánh thì mua hên quá mua hôm qua. Có hộp thì mua hôm qua. Cái đi đường cái nhớ kiếm bông hồi cái nghĩ tới em hồi cái hồi chạy tới đây luôn. Quên luôn ha. Lúc mà gửi xe đó chết cham. Thấy ta có bông mình nó không có bông. Nhưng mà trong đây là gì? Trong này là gì anh? Cái bông. Em mà thiệt. Hộp bánh. Chocobai. Anh thấy chị hát đi. Giao lưu cho nó vui vui nào. Dù cho mưa, anh xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn ngày. Dù sao đi nữa, anh vẫn yêu thương em. Dù sao đi nữa, anh vẫn yêu thương em. Thôi chị hát bài hết quá, hết quá. Sao ở nhà hát hay ghê mà sao đi hát dở quá. Ở nhà hát ngọt lắm. Nên nó rung được mà. Được. Hát tặng anh đi. Anh đến quê em đất biển Cà Mau. Biển xanh bao la, cánh đồng muối trắng. Gì quên à? Hay. Nhưng mà giọng này hay à nghe. Hay, giọng hay. Đúng rồi. Em thích hát hả? Mốt về anh giờ cho thì anh học nhạc không biết mà. Đó. Sao giờ nếu nói với em mới xuống Cà Mau á thì anh cũng xuống được, thì anh có người bạn ở dưới, người thân quen ở dưới Cần Thơ đó. Một tháng anh xuống được mấy lần? Một tháng á, bây giờ mình nói một tháng mấy lần á thì cũng khó nói, vì đi làm anh giờ anh làm công tác bảo vệ đó, ngày làm ngày nghỉ, ngày làm ngày nghỉ, mà nếu mà nghỉ một ngày là phải làm 3 ngày. Vậy hơi bị khó ha. Hơi bị khó. Còn tháng hè, tháng Tết là được phép. Mà cái khu của em ở có phức tạp không? Không, ngay chợ trung tâm là. Anh em có thích võ thuật không? Thích võ thuật để bảo vệ mình không? Anh là người dạy võ đó. Em gửi hồ sơ cho tổ chức rồi mà. Ừ. Tháo gỡ nhẹ nhàng, bất cứ ai mà đụng chạm tới mình là văng ra hết. Nói có sách bắt có chứng liền. Thử giờ thử với dạ dạ đúng rồi. Không ai mà thử với đây. Quên tên. Nhớ tên gì. Anh làm vài tên gì quên rồi. Tên gì quên rồi. Chết cha mới quên tên rồi. Đó em tên gì anh quên tên. Em tên Tiên. Tiên hả? Anh tên gì em cũng quên luôn rồi. Quên rồi. Không sao. Anh nói tên anh đi, anh nói tên anh đi. Anh tên Đại. Em đứng lên đi. Sao buổi giờ nó phức tạp. Nhiều khi chặn đường xin tiền này cái. Ví dụ người ta nắm tay. Đó em mở anh sao? Giờ đó anh nắm em mở anh sao? Không thể nào được. Nên dậy xuống người ta cũng đi theo vậy xuống. Chắc không biết đâu hả? Dạ. Suy nghĩ xíu đi. Không suy nghĩ giải thích luôn đi. Giải thích luôn đi. Làm luôn, chỉ luôn. Rất đơn giản thôi. Mình phải nhu nhẹ nhàng. Mình nắm. Nếu mình gồng á, ví dụ mình nắm đi, nắm chắc cho đi. Mình gồng đó là mình tựa là điểm tựa cho người ta rồi. Thành cái cây chúng ta cựa rồi. Anh như em ha, em gồng thì cái cây mới anh thả lỏng. Thì đâu còn cái gì đâu. Đó là thôi. Còn mình tháo mở nè. Nắm tay nè. Nắm chắc cho. Chỉ cần như là xoay nè. Xoay vô nè. À đó xoay thử xoay coi. Anh thấy không? Thấy khác liền không? Đó. Dạ, còn nếu thôi. Mà trường hợp nữa, nắm áo như sao mình gỡ. Rất đơn giản thôi. Để em nắm. Nó mình bước ngang qua đây. Bình thường đó, vậy là thế mà đấu sức. Lấy cái tay này để đây nè. Để thẳng ra là thôi, đứng được tại chỗ không cách nào tới đó. Là la lên là cứu là đứng chỗ là địch thủ là đứng một chỗ đây này nè. Dạ. Thôi mai mốt vậy chi anh về anh bảo vệ bả luôn đi. Thì nói về con cái thì không phải là mình không muốn có, nhưng mà mình cứ để cái kinh tế cái đã. Kinh tế là chứ cái chính trước, không có nhiều phải có ít. Không có là không được. Còn mà phần mà thăm hỏi thì chắc là anh phải xuống em rồi. Tại vừa rồi anh cũng đi xuống Cần Thơ chơi, xuống Cờ Đỏ chơi. Đó. Anh đi xe bằng xe Honda chứ anh không có xe hơi. Nha. Yeah. Yeah. Ủa, chị gái có muốn lên thành phố Hồ Chí Minh không? Nếu lấy nhau mà lên chẳng có công việc làm thì cũng được. Mà giờ em ở dưới em cũng làm nữa. Cũng mua bán nữa. Trên đây em biết là em làm gì giờ? Đúng rồi, em có nghề buôn bán. Tại chỗ đó quen thì em cứ buôn bán đi đó thôi.
không sao, có chuyện ở sao. Bây giờ anh thì ta, bây giờ anh em thì có 2-3 người thôi, ba mẹ thì mất rồi đó, thì nhà bây giờ có cái nhà nhỏ, có một trái tim vàng thôi, giờ thêm đang kiếm một trái tim vàng á, anh dễ nuôi lắm, bữa cơm miếng tàu hũ là xong. Anh không quan trọng về miếng ăn, cái quan trọng là sống thật với nhau. Lương tháng mình anh đi, được nhiêu rồi? Lương như nước anh bây giờ nó em có lương có 7-8 triệu à. Nếu mà cưới nhau thì ở ở đâu cũng được hay sao? Thì ở đâu cũng được thôi. Anh lên Sài Gòn được không? Sài Gòn được thì ở với anh cái nhà anh ở Sài Gòn. Rồi bây giờ là anh chị đến đứng nắm tay nhau đi, truyền cảm xúc với nhau đó. Coi hai người nói thẳng là có nên cho nhau cơ hội đúng hay không rồi. Thì anh thấy anh sao, thấy em sao? Thì em biết ấy, anh thì rất đơn giản thôi, nếu mà em muốn cho cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu thêm nữa thôi. Em hỏi là sau này anh có bảo bọc được cho em không? Bảo bọc thì giờ sống thì mình có gì anh ấy thôi, khả năng của anh có như đó thôi. Nếu mà ví dụ như em muốn ăn thịt cá thì nhường thịt em, anh trai. Anh nói rồi mà, anh không quan trọng về ăn uống, tiền bạc đó thiệt á cũng không quan trọng. Em biết quan trọng là gì không? Quan trọng là sức khỏe đó. Đúng rồi, sức khỏe. Vậy mình tập hoài, lúc nào đi hít mấy năm nay thật ra mình tập anh hít đất á hả? Có vô phòng gym mấy người ông kia nó ô ông tập ghê gớm này, ông làm gì tập bự vậy đấy, tôi hít ghế không à, lấy hai ghế ghế bụ á hít không á. Đâu anh hít cái cho tiên nó hết hồn đi anh. Hít hả? Tôi chừng tăng xong anh ơi. Trời ơi ngon lành rồi anh, được rồi anh, thế quá đẹp luôn rồi. Còn nếu mà không không mắc cỡ anh mở coi con ngực anh hết. Được rồi anh, được rồi. Bà cũng báo em luôn là vừa rồi mình tập á gan nhiễm mỡ hay gì đó hết rồi. Không có đường huyết gì hết. Có muốn hỏi gì anh không? Như thế. Và anh nói em nghe nè, nếu ví dụ mà em mà đồng ý sống chung với anh á, không để em buồn, anh là người biết sống. Giờ tiên nói cái cảm nhận của tiên về ảnh coi sao nè. Không biết nói gì giờ. Thôi giờ mình có duyên thì bấm, không có duyên thì cũng làm bạn. Vậy là hiểu rồi đó, là bấm được rồi đó. Để tao rút bấm đi anh chị. 1 2 3 hết thời gian. Trời ơi bấm một lượt luôn mới ghê chứ, bấm mà bấm đồng điệu luôn á. Rồi nắm tay nhau đi, bắt đầu mình hẹn hò. Có duyên đó. Á anh, có duyên á được không? Đâu hai người hôn nhau cái cũng lớn rồi. Chứ là em trai hả? Dạ đúng rồi. Ủa, xin phép đó thì xin phép chứ, xin phép anh trai. Rồi xin phép anh hôn ha. Yeah. Rồi. Nhắc. Rồi, dạ. Cảm ơn chương trình, cảm ơn anh chị. Tạm biệt khán giả. Là em phải theo trend thì em sẽ không bao giờ hận cô ấy. Người yêu chửi 4 ngày 4 đêm, chửi xối xả 4 tiếng đồng hồ. Thì một người phụ nữ thứ nhất là phải cao. Cao à, cao. Tại em thích cái dáng người giống như siêu mẫu vậy đó. Tức là cái người phụ nữ nhỏ con đó thì đối với em không tương xứng. Tức là em thích người phụ nữ cao. Thứ hai là cái người phụ nữ đó là phải chững chạc. Could you introduce yourself in 1 minute, please? Không em, anh không cần tiếng Anh em. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Ngó qua hàng rào thấy bên đó cao quá. Mời nhà gái. Chào cô gái. Rồi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh à. Em xin chào chị Ngọc Lan à. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hoàng Sang. Em năm nay 33 tuổi, tuổi Tỵ. Em đến từ thành phố Trà Vinh à. Em làm công việc gì? Dạ, hiện giờ em đang làm việc là kinh doanh tự do à. Cái ngành mắt kính thời trang á. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Nguyễn Linh. Em tên là Mỹ Ngọc, năm nay em 29 tuổi. Em đến từ thành phố Cần Thơ. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là giáo viên dạy tiếng Anh ở trung tâm toán trí tuệ. Là em từ Cần Thơ lên đây tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi. Thì rất dạ. Hai bạn đều ở miền Tây Nam Bộ hết ha. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Là trời phú cho em nhé. Thứ nhất là cái khả năng quan sát nhạy bén vấn đề. Cái thứ hai là em có thể trò chuyện để hiểu tâm lý cái người đối diện. Hay quá. Rồi có tật xấu gì không? Tật xấu của em là em ít nói lắm, làm nhiều. Đôi khi người ta nghĩ á, với em ít lãng mạn, nhưng mà đôi thúc thì em cũng rất là lãng mạn. Tại em là một người đọc sách á. Khi có chuyện buồn thì em hay lang thang vô cái nhà sách. Thì bằng cái kiến thức, cái sự hiểu biết của mình, em lên tra Google ha, thì em sẽ tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Mời nhà gái. Em là người rất là lì. Em là người rất là lì. Lì hả? Em nghĩ chắc đó cũng là khuyết điểm, cũng vừa là ưu điểm. Em là người kỹ tính.
khó tánh khó chịu. Trời ơi, khó tánh. Khó tánh mà khó chịu nữa khó hả? Khó tánh khó chịu mùng lì nữa chứ. Em trai có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua hai mối tình. Thì cái mối tình thứ hai thì nó sâu đậm hơn một chút. Bao lâu? Cần khoảng 4 năm. 4 năm là cũng sâu đậm đó. Đậm. Nhưng mà lý do tại sao chia tay? Lý do chia tay dạng như là hai người bất đồng quan điểm với nhau. Hai người không tìm được tiếng nói chung nữa trong tình cảm nữa. Nhưng mà cái người bạn nữ của em á, hay đi làm hay là trễ hẹn nè, hay là như lề mề. Rồi nhiều đôi khi cũng có hay đi nhậu nữa. Tao nói là chửi đó. Chửi luôn á hả? Chửi luôn. Thì anh nhịn, chúng em quen nhau được thời gian là 4 năm. Mà cô ta chửi em chỉ có 4 ngày thôi là chia tay. Chửi liên tục 4 ngày luôn? Ừ, 4 ngày. Chào chàng trai, chửi vậy rồi có ngừng uống nước vậy nào không? Dạ cũng có chứ chị. À tức là cũng có nghỉ vài nhịp đúng không? Đúng rồi, cũng có nghỉ vài nhịp. Tưởng làm la phanh. Rơi vô thời điểm này đó là em phải theo trend thì em sẽ không bao giờ hận cô ấy. Người yêu chửi 4 ngày 4 đêm, chửi xối xả 4 tiếng đồng hồ. Thậm chí là cho không cho ăn 4 tiếng, không cho gần 4 thử tiếng. Thử thách. Nhìn ăn thử thách 4 tiếng. Get go. Trời ơi chú Linh ơi, một cái câu chuyện người ta buồn chết luôn rồi. Chú nói là thành một cái câu chuyện hài. Thôi cho nó vui vẻ ha. Vui vẻ đi, cái phải... gì nó xóa tan đi những buồn phiền đó đi. Nói chung là giờ là vừa là không có cái gì vướng bận đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chào cô gái. Hello. Good morning. Trời ơi trời. How are you? Fine, thank you. Sit down please. Cô giáo dạy tiếng Anh hả? Dạ. Cần Thơ gạo trắng nước trong đó ha. Ủa Cần Thơ mình qua Trà Vinh gần mà. Không, không gần đâu. Chưa đi Trà Vinh luôn hả? Trời ơi Trà Vinh nó nhiều món ăn ngon lắm. Trời ơi nói Trà Vinh giống như cổ tưởng đâu ở châu Phi hay gì đó. Vậy là chắc yêu ít lắm nè. Ít em có mấy yêu mối tình rồi? Dạ khoảng 2-3 người. Khoảng 2-3 người hả? Những mối tình của em có cái gì đặc biệt không bé? Dạ em bị ám ảnh chị. Sao ám ảnh? Vì quen chưa tới năm ám ảnh trời. Quen chưa tới năm mà ám ảnh. Dạ tại vì người đó giới tính không có bình thường cho nên là em cũng bị ám ảnh. Giới tính không bình thường là sao? Là em yêu nam hay em yêu nữ vậy? Em nói chị nghe để dạ, chị phân. Dạ là nam nhưng mà sau này em phát hiện người đó không hẳn là nam. Rồi vậy em hiểu rồi. Đó là thử thách thôi mà. Bây giờ em muốn có người yêu thế nào nè? Tiêu chí đầu tiên phải là đàn ông đúng không? Dạ đầu tiên phải nam tính. Dạ đầu tiên đúng là phải là đàn ông nhưng mà phải có đạo đức. Có đạo đức. Thứ hai là em muốn người đó có chút tài. Chút tài. Tài ăn nói, tài ngoại ngữ hay tài ca hát, tài lẽ gì cũng được. Rồi, để qua hỏi còn một hỏi. Một chút sẽ thử tài bên đó. Quan trọng nhất là người đó không được lùn. Không được lùn hả? Không được lùn. Bên kia quá lùn. Bên đây chị nói thiệt với em có một chút xíu thôi. Chút xíu nữa là tới 2 mét á. Em không thích đi ghĩa đàn ông. Dạ, em không thích nhậu với hút thuốc lá. Nhậu hút thuốc. Bên kia có nhậu hút thuốc không? Không, không hút, không rượu luôn. Dạo nãy tôi mới nghe nói là có đi nhậu đó. Có nhậu là bạn gái em nhậu. À, bạn gái nhậu mới. Bạn gái nhậu mới đau chứ. À. Mình đi với ai cưng? Dạ em đi với vợ chồng em gái. Chào cô gái. Dạ em chào thì MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Chào em. Em thấy nhà trai này đáp ứng được nhu cầu của nhà gái không? Ý kiến của em là thấy được. À cao không? Dạ cao. Cao không? À, có tài không? Dạ em không biết. Nãy giờ anh nói đó. Có bài phán đoán này kia đọc đó. Sách đồ, đọc sách nhiều là ăn nói tốt. Đúng rồi. Viết thư đồ cũng tốt nữa. Đẹp trai không? Ừ. Dạ có. Dạ em thấy hiền. Ừ, cũng thấy hiền đúng không? Rồi được rồi. Rồi bây giờ nè em trai đi với ai? Dạ em đi một mình anh. Một mình phải không? Có anh lo. Bây giờ em muốn mẫu hình bạn gái như thế nào? Em giữ ba quan điểm không thay đổi. Rồi. Tức là em tìm một người phụ nữ thứ nhất là phải cao. Cao. À, cao. Tại em thích cái dáng người giống như siêu mẫu vậy đó. À, tức là cái người phụ nữ nhỏ con đó thì đối với em không cân xứng. Tức là em thích người phụ nữ cao. Thứ hai là cái người phụ nữ đó là phải chững chạc. Chững chạc. Chững chạc. Đó. Thứ ba đó là cái người phụ nữ đó là dạng như phải hiểu một ít về cái người chồng của mình. Cái điều này em rất quan trọng. Ba cái tiêu chí đó không không bao giờ thay đổi đúng không? Không bao giờ thay đổi. Rồi chút mở mà rào ra sẽ biết. Tự tìm hiểu luôn. Tự tìm hiểu luôn. Đúng. Mở rào. Mở rào. Đó, qua em đo em xác định coi có cao không. Mời em ra đo. Đo luôn hả trời. Còn nếu nó không cao nghỉ chơi về. Mình xin tặng bạn một món quà. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ nhỏ tặng anh. Một quyển sổ với một ít kinh Phật. Tại vì em quan niệm á là người ta tâm sinh tướng, tướng sinh tài, mà tài thì lại sinh tai. Cho nên là cho nên là em mong muốn là nếu mà người nào mà có cái tâm thiện tính lành đó thì thường xuyên là niệm Phật để
cầu mong được những điều may mắn tốt lành cho bản thân và cho mọi người xung quanh. Anh tặng em một cuốn sổ và một cây bút để em tự viết câu chuyện của mình trên đó. Ôi đẹp quá. Em cảm ơn. Rồi hai bạn đo chiều cao gì đó rồi đo đi. À, thôi giờ không nhìn được được rồi chị. Tiêu chí đó được chưa? Không cao nghỉ chơi về luôn. Mà quan trọng hơn nữa, quan trọng là còn cái tính cách nữa. Ừ rồi. Sẽ thấu hiểu nhau nữa. Mời hai bạn về chỗ. Em nói em yêu nhầm cái người đồng tính. Anh muốn hỏi em là cái giới tính của em là như thế nào? Em là thuộc cái người led đó, hay là cái người mà dạng như song tính, hay là em là người nữ thẳng? Em là bình thường. Bình thường cái tính em bình thường. Tại vì cái thời điểm em quen người đó em chỉ còn là một cô bé sinh viên. Cho nên là cái kinh nghiệm tình cảm em không có nhiều. Ủa vậy cái lúc mà em quen nhầm cái người bạn nữ đó? Người nam. Người ta yêu con trai. Người nam hả? Người là nam, nam như anh vậy nè. Nam như anh vậy nè đó. Nhưng mà đôi khi là đôi khi ta gặp nhau đó là đại khái vậy. À anh hiểu rồi chưa? Bạn. Nhưng mà ví dụ bây giờ nếu mà mình quen nhau á, em chuyển công tác của cái nơi em á, em về Trà Vinh em sống được hay không? À, đây cũng là vấn đề rất là quan trọng. Dạ đúng rồi. Tại vì em rất là yêu nghề. Nếu mà đi một nơi khác thì em cũng muốn làm công việc hiện tại của mình. Thì em phải về cái nơi anh ở với anh á, em có đồng ý hay không? Hỏi ngược lại em. Em có thể xin một chỗ cho cô ấy dạy tiếng Anh ở chỗ em được không? Đúng. À ở gì? Chú Linh hay quá. Cô ấy chỉ mong muốn được làm nghề thôi. Còn làm nghề ở đâu không quan trọng. Nếu làm nghề mà nơi đó có người mình yêu nữa thì càng tốt. Hiểu không trai? Em hiểu rồi. Nhưng mà em thấy bạn nữ sao thấy yếu đuối quá. Như không có tự tin gì hết. Nè, con gì ta là cô giáo. Chưa có đến lúc là phải thể hiện. Em mong muốn điều gì ở bên cô gái nữa? Nói luôn cho hết luôn đi rồi anh giải quyết tiếp. Giờ hỏi như những cái đồng nghiệp nè, những người thân của em nhé. Có đến tiếc hay là như hay là có tiếc nấu hay không? Đôi khi dạng như một thời gian em đi nơi khác dạy rồi sao em nhớ nơi cũ rồi em quay về nơi cũ rồi sao? Hả? Thôi em thấy cảm thấy đi xa thì cũng tốt. Nhớ đồng nghiệp bình thường sao? Từ Cần Thơ đi Trà Vinh cũng đâu có xa lắm đâu. Không có xa lắm đâu em, đây qua đó khoảng 4 giờ đồng hồ thôi em. Ủa em đi sao mà 4 giờ vậy? Từ, từ bên em qua đó em chạy xe hả? Khoảng chừng 175 cây số. Vậy bây giờ hỏi thí dụ như giờ cô gái không thể qua Trà Vinh được. Từ cầu Cần Thơ đi xuống quẹo qua Trà Ôn là tới Trà Vinh rồi, làm gì tới 175 cây như vậy? Không có. Không có anh. Google liền. Tôi đi 30 phút là tới Trà Vinh rồi. Dạ không, trên bản đồ thấy chút xíu nhưng mà thật sự nhưng phóng lớn ra nó cũng dài lắm anh. Em nghĩ sao từ đây xuống Cần Thơ 180 cây số? Google Map liền. Hay là hồi đó em đi cái đường Vĩnh Long đó. Em qua cái cầu Mỹ Thuận á. Em qua cầu Mỹ Thuận rồi em mới qua được Cần Thơ. Em có qua Cần Thơ chơi lần nào chưa? Em qua cũng 4 lần rồi anh. Anh có bạn bè người thân ở Cần Thơ không em? Không em, hình như là anh không có người bạn nào ở Cần Thơ chứ em. Giờ có Cần Thơ nè, bạn có, Cần Thơ có nè. Có bạn rồi đó là em có mong muốn qua Cần Thơ chơi mỗi tuần không? Qua Cần Thơ chơi mỗi tuần á. Vậy bây giờ anh hỏi em á, dạng như bây giờ em có thích như vậy không? Nếu mà sắp xếp được thì em sẵn sàng chào đón. Để em suy nghĩ lại rồi, nhưng mà em thấy bạn nữ thấy sao ha? Em không có tự tin cho lắm. Tại nãy giờ người ta chưa hỏi á, người ta toàn trả lời không à. Có lẽ là đôi khi là mình hỏi nhiều quá mình lúng túng, thành ra đôi khi mình mất tự tin hơn nhà gái luôn á. Could you introduce yourself in one minute please? Không em, anh không cần tiếng Anh em. No speak English. Ok. Bây giờ tức là bây giờ em cứ thoải mái đi, em rồi. Cứ trò chuyện đi. Anh có thể hát tặng em một bài được. Cái đó là cái điểm yếu của anh á. Thật sự anh hát rất là tại anh không biết hát. Thì em hát trước đi. Em cũng tặng cho anh với quý vị đang xem chương trình một bài hát của nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn, Chuyện Tình Thứ Nhất. Hay quá, em đứng lên biểu diễn cho anh thấy tự tin nào. Chuyện mình quen nhau thuở xưa, em và anh học chung lớp, biết nhau khi còn thơ. Em chưa đầy 15, anh 16 tuổi đời. Nhớ tan trường đón, anh thường ra trước, dìu em qua sân nắng, nhặt trái mùng tới chín, cho em nặng làm mực, viết nên dòng chữ nhỏ, chưa biết nghĩa yêu đương.
mắt học trò còn in nét thơ ngây. Tình thương nhất và từ lâu cấm nên lê bước cô đơn, lê chân buồn cỏ dại. Màu tím mông tơi mang hoa nở trắng cuối mùa tình yêu hẹn hò. Hay quá luôn. Quá hay. Tự tin nằm ở chỗ đó đó. Tự tin chưa em? Tự tin chưa? Nhưng mà em thấy thật sự em chưa cảm nhận được gì về bạn gái. Em chưa cảm nhận được hả? Huy trường quay người ta cảm nhận được hết luôn đó. Không, bây giờ em phỏng vấn anh đi. Em muốn hỏi về em phỏng vấn anh đi. Ba mẹ anh khó không? Không, anh thật sự anh chia sẻ là anh đã tự lực từ sớm rồi. Anh ra đời sớm lắm. Không, anh theo quan điểm của cái người phương Tây á, ba mẹ anh sống thật sự là anh sống anh không có gia trưởng gì hết. Ba mẹ anh cũng không có gia trưởng. Ba mẹ để anh tự quyết định hết. Thật sự anh cũng có mời ba anh, nhưng mà ba anh bảo con hãy cứ tự tin lên mà đi. Và cái quan trọng là ví dụ giờ em cũng muốn xa quê để đi dạy học không? Dạ, dạy học thì ở đâu nó cũng như nhau thôi anh. Quan trọng là em có xin được việc làm, xin được trường cho anh ta dạy không? Xin được thì xin được á, nhưng mà đôi khi là cái môi trường mới dường như là em không có hợp á, là nhiều khi em đôi khi em nản rồi nữa rồi sao? Anh lại mâu thuẫn quá. Sao mà biết tao không hợp? Ở trong chỗ dạy thì chỗ nào cũng như nhau, phòng nào cũng như nhau, học sinh như nhau. Nhưng quan trọng về đó có ai cùng kề vai sát cánh để người ta tự tin hay không thôi, là do người đàn ông hết trơn á. Cái quan trọng là em có đủ sức làm cho người ta đi về Trà Vinh người ta sống hay đúng không? Rồi. Bản lĩnh mình ở đâu? Anh sẽ xin cho em việc làm, anh sẽ lo cho em hoàn toàn. Em chỉ có việc đi dạy thôi, mọi thứ để anh lo. Em cứ thử nói thế đi, người ta sẽ tự tin ngay, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em là, thật sự là em thấy bạn nữ này không có tự tin à, dạng như không có. Thôi hỏi nghỉ. Rồi thôi được rồi. Nãy giờ thấy như là cái sự trống rỗng hơn. Bởi vì nãy giờ mình nói chuyện cũng rất nhiều rồi mà chàng trai cũng chưa nhận ra điều gì cả. Mình quyết định thôi. Ừ, rồi. Vẫn là làm thủ tục đưa tay vào nút bấm. Ừ. Một. Hai. Hai. Ba. Ba. Thật ra là chúng tôi cố gắng nói để các bạn hiểu nhau hơn, như mà chàng trai đã suy nghĩ như thế rồi. Cái nhất là ba cái tiêu chí chàng trai là không có hoàn thành rồi. Dạ vâng ạ. À. Và nãy giờ nói chuyện, nãy giờ anh cố gắng làm thật nhiều nhưng em cuối cùng em cũng thấy có trống rỗng, không có gì hết trơn á. Tóm lại là các em không có hợp nhau, đúng chưa? Dạ chắc là như vậy anh. Chắc chắn là còn chắc gì nữa. Em có suy nghĩ gì không? Em cũng muốn nói gì không? Tại vì em đã bỏ lỡ chương trình cũng 3 năm rồi, 3 năm trước. Chương trình có gọi cho em một lần, em không sắp xếp được công việc. Lần này em lại bị thuyết phục em đi được. Nhưng mà em lại gặp người không phải như là cái mô phỏng ban đầu mình ước muốn. Cho nên em cũng lấy lần tiếp. Không sao cả. Rất là nhiều người xem chương trình này, họ xem được và họ sẽ thấy được em là một cô gái như thế nào. Biết đâu đó trong những cái người xem đó có những người phù hợp với em, họ sẽ chủ động liên hệ với chương trình để xin số của em. Chúng tôi chỉ giới thiệu những tính cách của các bạn trên sân khấu này, biết đâu sẽ hợp với tính cách nào đó ở ngoài kia. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Đi bên này, đi bên này đi. Ôi thôi, tình yêu là như vậy đó. Tình yêu vô cùng khó khăn nếu chúng ta không hiểu nhau. Vậy thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết mức có thể để kết nối những mảnh ghép đâu đó trong cuộc sống mà họ chưa gặp nhau, nhưng đôi khi ghép lại họ cũng không hợp với nhau. Rất tiếc điều đó. Ngày hôm nay là một ngày không may mắn lắm. Hy vọng rằng tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau và có nhiều may mắn hơn nữa. Thì em quen 9 tháng, mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại. Nói như vậy thì nó hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có cái sự lòng tin á. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Mời bạn nữ. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Nguyễn Linh, em chào quý khán giả. Em tên là Lê Thị Thùy Trang, em năm nay 34 tuổi. Em là chủ shop nước hoa Dubai, em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Hi, mời nhà trai.
Vâng, trước tiên thì xin chào chương trình và chào anh Quỳnh Linh cũng như chị Ngọc Lan. Thì mình tự xin giới thiệu là mình là Đào Văn Tốt. Thì năm nay 33 tuổi, quê mình ở Bình Định. Thì đến với chương trình thì mình cũng xin chào nhà gái và có cái món quà tặng anh Quỳnh Linh. Rồi, cảm ơn em để đây luôn. Cũng như chị Ngọc Lan. Rồi, em để đây để chúc mình qua mình tặng chị Ngọc Lan ha. Em là làm công việc gì? Vâng, thì hiện tại cái công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do. Hiện nay mở quận mấy? Hiện nay thì mình ở trong Bình Định. Bình Định luôn, ở tại Bình Định luôn hả? Dạ, dạ. Ừ, vâng. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Trang? Dạ, điểm mạnh em chắc là em hiền, hòa đồng, biết lo gia đình. Còn nhưng mà điểm yếu em chắc là em hơi dễ tin người á. Với lại em thích sạch sẽ, em mà thấy dơ là em sẽ khó chịu lên. Nói chung phụ nữ nào cũng vậy, lúc nào cũng thích sạch sẽ hết á. Rồi còn nhà trai? Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Thì mình xin nói cái điểm yếu của mình trước là không thích hút thuốc hoặc là uống rượu. Vậy điểm mạnh đó? Đó là cái điểm yếu vâng của em. Vâng, điểm yếu với bạn bè nhưng mà điểm mạnh với phụ nữ đó. Vâng, cái còn cái người yêu nữa. Cái điểm mạnh của mình là tự tin giao tiếp. Bởi vì cái ngành của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do đó. Cho nên có thể là mình đi giao tiếp rất là nhiều. Cái điểm mạnh của mình nữa là biết nấu ăn, biết quan tâm phụ nữ. Rồi, và cũng như là lắng nghe phụ nữ. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Dạ em có 4 mối tình. 4 mối tình. Cái mối tình của em, cái mối tình nào sâu nặng nhất nè? 4 mối tình đó thì cái người đầu tiên em quen 4 năm á. Trong vòng 3 năm là người ta có con 1 tuổi. Nghĩa là người ta lưu với mình á. Xong rồi còn mối tình thứ hai thì em quen 9 tháng. Mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Trời ơi, hai mối tình nào em cũng bị lừa dối hết. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại á. Giống như là lúc đó em mới sắp cái chuyện thứ ba xong á, em giống không còn bình tĩnh nữa. Em nghĩ là tự nhiên cuộc đời mình nó cứ lặp tới lặp lui hoài á. Thế em thành ra em chán, em muốn quen một người rồi đó. Để em lấy chồng luôn á. Thì em mới gặp ảnh. Lúc đầu anh nói với em là anh ly dị rồi. Cuối cùng em quen thì em mới biết là anh ly dị rồi nhưng mà vẫn qua lại với vợ cũ. Hai người cũng ăn ở với nhau rồi đó. Xong cái lúc mà em biết thì em cũng kết thúc luôn. Nhưng mà lúc đó em có baby. Ôi trời ơi, tức là em 4 mối tình đều không ra gì. Trời ơi, sao mà cuộc đời khắc nghiệt với em quá vậy? Đợi... Nhiều khi em cũng không tin là mình bị lặp lại quá nhiều lần như vậy á. Nếu mà em cứ tự tìm thì em cứ sợ em cứ bị hoài vậy á. Nên em, nên là em cần nhờ chương trình. Dạ, đúng rồi. Em muốn tìm một người đàn ông nhưng mà phải có đạo đức đàng hoàng. Lý lịch rõ ràng. Dạ, đúng rồi, không có lừa dối em nữa. Em rồi. Quá sợ. Muốn bên là kia... không có lý lịch rõ ràng, bà mối của phỏng vấn có lý lịch rõ ràng để tôi qua bên nhà gái thôi. Rồi, cô gái dễ thương ha. Dạ, chào bạn. Bên kia người ta chỉ có một cái yêu cầu rằng là đừng lừa dối, đừng giấu giếm. Trước thì mình cũng có một cái cũng đã ly hôn rồi đấy. Mình ly hôn năm 2019 thôi. Vợ thì cũng có đi lái người khác rồi, cũng có con rồi. Rồi anh có em bé chưa? Cũng có một cháu. Rồi hiện tại cháu ở với ai? Thì hiện tại thì cháu ở với mẹ luôn, bà ngoại luôn. Dạ, là mấy tuổi rồi anh? Thì cũng được 4 tuổi. Thật ra bây giờ mình ở một chuyến đò thì mình tìm một chuyến đò khác hợp với mình đi thôi. Vậy là cả hai người đều đã đổ vỡ hôn nhân và đều có một đứa con. Bây giờ là em muốn có một người chồng lý tưởng như thế nào? Em cần một người đàn ông của gia đình á. Của gia đình? Không có dạng như lăng nhăng, với lại sạch sẽ. Sạch sẽ nữa hả? Thôi. Em thích sạch. Hỏi bên nhà trai coi. Dạ, bây giờ cái tiêu chí để tìm bạn gái của anh là gì? Tiêu chí của em thì cũng không có vấn đề đâu, chủ yếu là vui vẻ là được, chung thủy, hạnh phúc. Rồi, bây giờ rồi. Thì gặp người thân đi. Đúng rồi. Em gái thì với ai? Dạ em đi với em gái em. Dạ con xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và anh trai bên này và khán giả trên trường quay. Em tên là Như, 28 tuổi. Thì theo em nhận xét anh trai bên này thì nhìn ảnh hiền, cũng dễ thương. Nhưng mà còn sự lựa chọn là do chị của em nữa. Rồi, cảm ơn em. Rồi, nhà trai đi với ai nè? Vâng thì mình đi với bố ruột. Chào chú. Con chào chú. Chú Bình Định vô hả chú? Dạ, tôi là bố của Đào Văn Tốt. Hiện đang ở là huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Dạ. Qua cái chương trình này thì là con nó có tìm hiểu thì nó đăng ký trong ban tổ chức, thì ban tổ chức được biết thì hôm nay tôi đến đây thì không có gì hơn xin cầu mong cho con và hai cháu tìm được mối tình mà của nó, chúc cho hai con là gặp nhiều may mắn, được cái tâm đầu ý hợp. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Tiến đến xây dựng tương lai trăm năm hạnh phúc thì điều đó là hai gia đình bố mẹ nào cũng là điều thương hết. Cũng dạ. Xin chân thành cảm ơn. Chúc chú khỏe nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi thôi mở rào cho hai bên tâm sự đi. Dạ. Mở rào. Tặng em cái dạ. cái đặc sản của Bình Định á. Dạ em cảm ơn anh. Còn cái đây là tặng cho chị Ngọc Lan. Dạ em cảm ơn anh. À, em cũng có quà tặng anh. À, em cũng có quà chị tặng chị Lan. Trời ơi. Cảm ơn em. Em cũng có quà tặng cho mình. Trời đất ơi. Thôi. Cảm ơn em gái nha. Cảm ơn hai bạn đã có những món quà cho chúng tôi. Rồi bây giờ mình ngồi đó mình nói chuyện đi. Hai bạn cứ thoải mái nha. Có gì mình cởi mở ra hết đi. Anh gặp em rồi thì anh thấy nào? Thì nói chung em thì là cũng là xinh đẹp. Cảm ơn anh. Thì lúc nãy em có nói rồi đó là em đã bị 4 lần vậy rồi. Nên là hiện tại thì em cần một người là thật. Với lại là phải yêu thương em kiểu như là không có lừa dối bất cứ chuyện gì nữa hết. Không được lăng nhăng. Tại vì em rất sợ điều đó rồi. Anh nghĩ em có làm được không? Cũng được. Anh thì có tật là nói chung là sợ vợ lắm. Lắng nghe vợ lắm. Ừ. Vợ mình thì mình sợ đâu sao đâu. Vâng. Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Rồi kết hôn tương lai rồi mình dự định là mình ở đâu? Thì nói chung là mình ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bàn rồi, ba anh cũng bàn rồi, cho nên là hiện tại bây giờ là anh cũng nói chung là cũng rảnh. Cái mục đích của anh là đến chương trình này thì cũng cảm ơn cái chương trình rồi để gặp em, bàn cái ngày để là mình tổ chức luôn. Nói thì nhà trai tổ chức, nhà trai nhà gái tổ chức nhà gái. Nói như vậy thì nó hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có sự lòng tin đó. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Nói chứ trong cuộc sống á, cần phải có niềm tin em. Không có niềm tin sống không được đâu. Cái nào tin ít tin nhiều, cái nào không tin thôi. Chứ không phải là ai cũng làm cho mình mất lòng tin hết. Thí dụ như bây giờ hai người tiến xa hơn đi, thì mình ở đâu nè? Ở Bình Định hay là ở thành phố Hồ Chí Minh nè? Em có tính với ba chưa? Cưới vợ là ở đâu? À, ở đâu cũng được. Vợ ở đâu thì em ở đấy. Ở nhà trai cũng được, mà ở nhà gái cũng được. Cũng được đúng không? Vâng. Vợ ở đây thì ở đây luôn đúng không? Càng tốt. Càng tốt luôn. Dạ. Đó. Em có đồng ý không? À, dạ, tại vì em không hề có ý định đi đâu á. Tại vì em ở trong đây với gia đình, với mẹ em á. Ừ, quen dạ. rồi, công việc em cũng trong đây, shop em cũng trong đây á. Hiện nay em ở với ai? Em ở với mẹ với là em trai. À, vậy là nếu mà bắt rể về được không? Cũng được ạ. Cũng được đó. Thí dụ như có điều kiện như vậy ở đây, em vừa làm du lịch vừa bán nước hoa luôn. Đó. Cái kênh mà du lịch là sale ngon lành luôn á, giỡn hoài. Một cái lượt khách đi nước ngoài hay đi đâu thí dụ như thế, một cái đoàn mấy trăm người bán mấy trăm chai, tôi nói đúng bán rồi. Mấy năm là giàu luôn á. Rồi thôi bây giờ hai bạn tiến lại gần nhau và nắm tay nhau giao lưu cảm xúc một chút xíu để xem làm cái người đó nó có thực sự là chạm đến trái tim của mình hay chưa. Vâng, thì anh xin nắm tay em. Thì lúc nãy em có nói là cái niềm tin á. Thì anh thì cái quan điểm của anh là nói chung là chung thủy, bình chung thủy hết hạnh phúc. Cảm ơn cái chương trình đó thì giới thiệu cho em là một người là biết trang điểm đấy. Về mọi mặt đấy thì anh rất là thích. Đến đây thì anh mục đích của anh là kiếm vợ. Đấy thì vâng. Dạ anh biết. Và mấy anh chị cũng anh thì cũng hối. Nếu được là bên nhà gái là báo ngay thì anh bên anh xuống liền. Nhà gái báo cái nhà trai xuống liền. Ừ. Rồi giờ nhà gái thấy sao? À, thì như em đã nói rồi á, em cần thêm thời gian, em cần thêm cái niềm tin á. Nếu anh tạo được cho em niềm tin thì mình sẽ tính tới chuyện đó sau. Thôi giờ bạn Nam hát bài cho nó giải tỏa căng thẳng đi. Hát bài niềm tin chiến thắng. Niềm tin chiến thắng thì là nhìn anh là biết là niềm tin rồi. Đấy cho nên là gửi cho bạn gái với chương trình cái bài hát là Đà Lạt Hoàng Hôn. Đà Lạt Hoàng Hôn. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng,
Biết chẳng ai giữa không gian hoàn hôn thua màn đêm, đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá bua, biết ai thường bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Vâng, hát chỉ nhiêu đó thôi. Hai, tàu ghế đi nào. Và bây giờ hai bạn hãy lắng lòng mình lại. Niềm tin xuất phát từ trái tim của mình có hay không, bấm hay không là do các bạn. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm, cả hai cùng bấm. Hãy tin vào ngày mai tốt đẹp. Hãy nắm tay nhau. Phải cố gắng tạo niềm tin cho nhau. Niềm tin phải xuất phát từ trái tim nha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc ha. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Giữ lấy nước ba, nước hoa. Để về mình xịt nước hoa mỗi ngày. Để mình nhớ đến người yêu ở Dubai. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Mời hai bạn. Cảm ơn hai món quà của hai em nha. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đồng ý hẹn hò. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai.